Chị thấy trên em như là trên TikTok đúng không? Vâng, đúng rồi nha. Chị thấy cái bộ là em đưa hình như là đẹp rồi, vâng. Cho nên chị không có cả. Vâng. Chị để anh đặt. À. Tại vì anh nói chỗ này uy tín, chỗ em làm uy tín, bàn ghế đẹp, chất lượng. Vâng. Nên chị không cả. Vâng, đấy. À, em rất là cảm ơn. Dạ. Xin chào các bác nhá. Hôm nay Chiến có một hành trình đặc biệt, đó là đi giao hàng cho anh Tần ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Bây giờ là 3:40 đang đổ dầu ở trạm dầu Đồng Nai. Bây giờ là 5:27, anh em mới qua cầu La Ngà, nơi tập kết mua bán cá. Bây giờ là anh em đã đến đá Bà Chồng ở Đồng Nai rồi. Không. Tân Phú Đồng Nai. Bây giờ là anh em đang ở dưới đèo Chuối. Ai kia biển kìa, về địa phận đèo Chuối. Địa phận đèo Chuối, các bác thấy không? Địa phận đèo Chuối. Đấy. Ui các bác ơi, lên tới đèo Chuối là không khí nó ẩm, nó thấp hơn và có cảm giác hơi se se lạnh. Nếu như mà ở Sài Gòn thì em Chiến sẽ không mặc cái áo này đâu, áo khoác. Nhưng mà đến đây là phải mặc vào cho nó đỡ lạnh. Đấy, bởi vì mình quen ở Sài Gòn nó nóng, bây giờ lên thì sợ nó bị cảm lạnh mất. Nhưng mà anh Năm vẫn khỏe lắm. Đấy, mặc áo cộc tay, lái xe hăng say. Đấy, hăng say. Anh có cảm nhận gì khi mà qua đèo này anh Năm? Hơi lạnh lạnh chút xíu. Hơi lạnh lạnh à? Ờ. Nếu mà đèo này tính sơ sơ, anh đi qua đèo này khoảng bao nhiêu lần rồi? Cũng được 4-5 lần gì rồi. 4-5 lần à? Thấy đèo này đẹp không anh? Đẹp chứ, mà không đẹp bằng Bảo Lộc đâu. À, Bảo Lộc tí nữa mình đến đúng không? À, đúng rồi. Ok, thế thì đến đèo nào anh phải chỉ cho em để em có thể review các bác xem. Ok. À, thế còn anh cảm nhận thế nào đèo này? Đẹp. Đẹp à? Rất đẹp, nhưng mà mới lần đầu tiên đi. Đẹp ở đâu? Ở cây xanh hay như nào anh? Cây xanh thoáng mát. À, thoáng mát à? Dạ. Săn mây luôn. Ồ, săn mây luôn. Ok, đấy là cảm nhận của anh em. Vâng. Không biết là các bác cảm nhận như thế nào đấy, bình luận ở dưới nhá. Trạm dừng chân Ma Gia Quây. Này, rất đẹp, rộng rãi. Anh Trần leo đèo Bảo Lộc hả? Leo đèo Bảo Lộc. Đẹp thế à? Bây giờ là anh em đang leo đèo Bảo Lộc. Đấy, theo em Chiến được biết thì đèo này có 108 khúc cua đấy để vượt qua. À, không biết là khúc cua này là khúc cua thứ bao nhiêu nữa. Và em Chiến cảm nhận rằng là đúng là đường đèo nó khác rồi các bác. Uốn lượn, quanh co, hai bên là núi và cây xanh. À, không khí ở đây rất là mát mẻ luôn đấy. Mát thật. Trước mặt là các bác, đây là miếu ba cô gái ở ngay khúc cua ở đây, khúc cua tử thần. Đây, miếu ba cô. Bây giờ là anh em tới Đức Trọng. Đức Trọng rồi. Và nhà anh Tần ở bên đường kia. Anh bán đồ điện cơ. À, điện cơ. Xe cẩu đang đợi ở bên này rồi. Đấy. Mời các bác sẽ vào giao hàng cùng với em Chiến nhá. Kia. Đấy, xe cẩu đợi sẵn rồi. Bây giờ máy cẩu sẽ cẩu hàng xuống. Bộ này là ngày xưa anh Tần mua lim xanh, nó hơi nhỏ. Hơi nhỏ, bây giờ anh đổi một bộ to hơn. Một bộ to hơn các bác. Đấy, bộ này thì sẽ di chuyển vào trong này. Di chuyển vào trong này. À, di chuyển vào đây. Để ngay giữa nhà luôn. Mình di chuyển dễ. Bây giờ em có một cái xe rồi. Cái xe là đặt lên đây xong rồi dinh vào thôi. Đẩy vô vào thôi. Bây giờ anh em sẽ mở cái phần mái của xe. Thế này thì quá là đơn giản rồi. Chỗ anh Tần này. Ê, ở đây là có mấy anh em thanh niên lực lượng hỗ trợ. Nên là không phải lo lắng về vận chuyển vào nhà. Anh em đang nghỉ giải lao thôi. Đấy. Bây giờ sẽ tấm này sẽ lên này. Cho nó chạy ra. Được rồi. Rồi, lúc đầu rất nhẹ nhẹ rồi. Rồi, rất nhẹ nhẹ. Nhẹ rất rồi. Chỉ cái đầu bên kia nó bập. Rồi nhá. Được. Sao đâu. Rồi, nhẹ xuống luôn. Rồi, đẩy nhẹ nhẹ vô chú Hậu ơi. À, cần nó không cỡ. Xuống, xuống.
Vào đi. Bây giờ vào anh ơi. Anh cho hạ cần xuống hết cỡ xong mới đẩy vào. Anh cũng có cái cần đẩy đẩy thôi. Vô. Cá đang ở đâu ấy? Này rồi, sớm chết. Ui. Nguy hiểm đấy. Cát ơi. Rồi chờ ghét rồi các bạn ơi, tí đây. Rồi. Vô. Không được, chạy xe vô đẩy lên nổi á. Bánh nó mắc không lên được đâu. Bây giờ xuống khênh vào. Không hề đâu anh. Anh ơi, bây giờ anh hạ cái cần xuống trước để đút nó vào được một tí. Không vào được, không vào được. Để ông chịu cái đẩy cần kia đây. Để nhẹ nó chọn từ từ vô luôn. Kéo vào bên trong luôn đi. Đâu? Để ông hạ xuống trước, Từ từ nhá. Bánh này nó không. Rồi. Ba cho hạ luôn chứ. Mày nhẹ xuống thôi. Rồi bước càng là được á. Không. Rồi. Con lành cành đào. Rồi lên. Đấy, bây giờ sẽ cẩu băng vào trong nhà trước. Và đó là di chuyển xe ra ngoài. Chào các bác. Chia sẻ với các bác là anh Tần trước đây là anh có mua một bộ K3 giống như các bác đang nhìn thấy đây. Là anh Tần mua một bộ K3 nó nhỏ. Độ bàn này chắc là khoảng hơn 70 một tí, bằng 35. Thế là dùng một thời gian sau thì anh cảm thấy là nó hơi nhỏ. Nên là anh quyết định sẽ đổi thành một cái bộ K3 lim vàng ở bên này, to hơn. Bộ này rộng 1m, dài 2m7. Anh em đang chuẩn bị để đưa vào nhà. Thì giống như các bác nhìn thấy đây, là bộ này thì lim xanh, dùng được tính ra là cũng khoảng gần 1 năm rồi. Nhưng gỗ của nó vẫn im phăng phắc. Tất cả là gỗ vẫn còn nguyên vẹn, im phăng phắc luôn. Đấy, màu gỗ vẫn giữ được cái vẻ đẹp tự nhiên. Đấy, thế nên là bác nào dùng lim xanh thì yên tâm với chất lượng của dòng này. Dùng thoải mái, bền. Em Chiến muốn nhắn nhủ với các bác như này. Khi mà các bác sử dụng mua đồ gỗ của bên anh em Sơn Dầu Gỗ ấy, là các bác dùng không thích nữa, các bác dùng chán, dùng chê đi. Muốn đổi bộ to hơn thì cứ liên hệ tới anh em. Anh em sẽ hỗ trợ các bác đổi một bộ ưng ý theo sở thích, theo cách chơi của mình. Bởi vì chơi đồ gỗ là mình thích thì mình sẽ sử dụng một bộ đẹp hơn các bác nhá. Bộ này thì anh em sẽ cẩu về nhà hoàn thiện lại. Đấy. Bộ này tính ra là chất gỗ rất là ngon, bền luôn rồi. Bây giờ anh em sẽ cẩu lên xe. Rất đơn giản. Đúng không? Rất đơn giản. Thế nên là bác nào muốn chơi theo phong cách như thế nào thì cứ liên hệ tới anh em. Anh em sẽ đổi cho bác chơi một cách nó thoải mái hơn, dễ chịu. Ở đây thì anh em đang hỗ trợ rất là nhiệt tình. Đấy. Rồi, sẽ ra lên.
Tấm này nhẹ thôi. Tấm này 4 người khiêng được. Bộ này bác nào làm bàn trà hay là bàn mình ngồi thư giãn ở sân vườn thì hợp lý. Nhà không gian chơi chơi. Càng vô. Đấy, ông thấy là ông ấy làm được không? Thấy không? Đấy, bộ này sẽ mang về. Bây giờ thì anh em sẽ kê bộ này vào trong này. Rồi, đúng rồi, chúc. Cứ cảnh như sao á? Cảnh ngay giữa xe là... Giữa luôn à? Rồi, xe chạy cho khác. Đấy, bộ này anh em sẽ thu hồi về các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Càng lại giúp kia chú ơi. Rồi, hai cá luôn, hạ xuống đi, hạ cần xuống đi. Hạ cánh đi, hạ cánh. Đấy. Thôi, cho nó vào bên kia đi, chở vào. Khoan. Vào bên kia đặng băng hai bắt ngang ghế. Để bên đây nè. Rồi, được rồi. Được rồi, thoải mái chưa? Ok. Bao cả năm nay là gỗ nó im phăng phắc luôn. Đẹp luôn các bác nhá. Bây giờ về hoàn thiện lại là dùng quá yên tâm luôn. Đấy. Quá chất lượng. Lên tay luôn, khảo khảo cho sáng. Cái này à? Nhìn nó mà đúng thấy. Cái băng cho lên tay à? Lên tay. Để mà lên tay cho lẹ. Bây giờ thì cho bộ K3 nhỏ lên xe xong rồi. Đấy, bộ K3 nhỏ lên xe. Rất đơn giản, gọn gàng thôi. Thế nên là các bác yên tâm cái quá trình vận chuyển nhá. Các bác chỉ cần ưng thì cần thích thôi. Còn vận chuyển anh em sẽ lo các bác. Sẽ có những cái giải pháp hướng dẫn để đưa vào nhà hợp lý nhất. Bây giờ thì anh em sẽ vận chuyển bộ này vào nhà. Bộ K3 to khủng này. Bây giờ anh kê ghế này sang đây để em lấy cái bàn to vào trước. Còn băng thì di chuyển từ từ được. Bộ này phải to gấp đôi cái bộ nhỏ nhỏ lúc nãy các bác. To gấp đôi. Anh nhắc lên nữa, cứ nhắc lên hết cơ đi anh ơi. Hết à? Cho cần hết cơ đi anh. Rồi, đợi xíu, đợi xíu. Bây giờ cho lên một tí sau đó đẩy nó vào hết cỡ này đi. Để nó đỡ nặng bên ngoài. Đó, lên đi. Từ từ nhá. Anh tháo cái dây này ra, anh cho cái dây này vào. Vào đuôi, nhấc lên. Sau đó là em nâng lên dần, em nâng lên dần xong đẩy nó sang là được. Dây luôn đi. Cho sẵn luôn đi. Cho cần ra. Cho nó dịch sang tí không nó kéo sang bên kia. Bác em bác đẩy cần vào nhá. Đẩy cần vào. Thứ nha để em nâng hết cỡ xe đã nhá. Để nó qua cái tay đã. Rồi. Bác đẩy cần vào chứ bác đừng lấy. Đẩy cần vào. Rồi hết cỡ rồi nhá. Đấy quay lại rồi. Nhấc cần lên để đẩy vào ấy chú ơi. Nhấc cái cần lên. Sau đó là anh em đẩy vào khoảng 30 phân nữa là nó cân xe. Đẩy vào. Rồi từ đã. Rồi xem cân chưa, hạ xuống tí từ từ. Hạ xuống xem cân chưa được. Được chưa? Rồi, giờ đưa hai cái video. Nhẹ rồi. Nhẹ rồi. Ấy. Kê được cái bàn rồi. Cái bàn ngon lành cành đào. Vào tí thôi nó chiếm đường lắm, nó che mất âm địa rồi. Thích chưa? Bây giờ anh em sẽ kê cho nó phẳng đẹp lại. Hai đấy rồi đây. Anh ơi. Đây là hot để này. Đây. Đó. Rồi. Hôm nay cho vào thôi. Vào tương quả. Đây. 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 Đây.
Được rồi. Được rồi. Rồi, bên kia. Thực ra thì bộ này kê vào nhà chị Quỳnh rất là đơn giản. Đây nhà anh Tần. Thế nên là em Chiến cũng khá là nhàn các bác. Bây giờ sẽ lau chùi lại cho nó bóng, tránh cái bụi bặm. Nó phải đẹp hết có thể. Đấy, gỗ nặng này vận chuyển là nó sẽ xước bụi. Chân mà mình cũng phải lau sạch sẽ trên dưới. Đấy, sau một hồi lau chùi thì bóng ra rồi đấy. Bộ này thoải mái không? Anh nhậu nhá. Ngồi uống nước uống trà. Em bàn giao lại cho chị Quỳnh. Đấy. Ở đây là chị Quỳnh chủ nhà. Em đã bàn giao xong cho chị bộ bàn ghế sắp xếp gọn gàng hết rồi. Đấy, thì đây là phần quà ông thần tài bằng gỗ Huyết Long. Thì coi như nó là một cái phần may mắn, giống như là giúp cho mình kinh doanh luôn được thuận lợi, thu hút tiền bạc. Đấy, món quà nhỏ nhưng mà ý nghĩa lớn chị ạ. Cảm ơn. Vâng. Đấy. Vâng, giới thiệu với các bác, đây là chị Quỳnh, vợ anh Tần. Thì hôm nay em đã bàn giao xong bộ bàn ghế lại cho anh Tần và chị Quỳnh rồi. Đấy, không biết là chị Quỳnh có cảm nhận gì không thì có thể chào các bác ở trên kênh và chia sẻ một ít ý kiến ông chị. Bộ bàn ghế thì chị thấy đẹp. Vâng. Này chắc ngồi vâng. Ngồi này chắc cả đời chưa hư nữa này. Chưa hư à? Ừ, đúng rồi. Chắc vâng. Mà chất lượng đẹp. Vâng. Ô chị Quỳnh ơi, thế trước đây khi mà anh Tần mà quyết định mua một bộ bàn ghế nguyên khối này, mình có ngăn cản không? Tức là mình có không cho anh mua chẳng hạn? Chị thấy trên em như là chim trên TikTok đúng không? Vâng, đúng rồi nha. Chị thấy cái bộ là em đưa hình như là đẹp rồi, vâng. Cho nên chị không có cản. Vâng. Chị để anh đặt. Tại vì anh nói chỗ này uy tín, chỗ em làm uy tín, bàn ghế đẹp, chất lượng. Vâng. Nên chị không cản. Vâng, đấy. Em rất là cảm ơn. Thực sự là khi mà làm một bộ đồ gỗ nguyên khối như này, bọn em sẽ làm thế nào cho nó đẹp nhất có thể để giúp mà nhà anh chị hay là nhà ai, bất kỳ các bác chơi gỗ ấy, là ngôi nhà của mình trở nên nó sang trọng. Và mình tiếp khách như này thì nó cũng uy tín hơn. Đấy, rồi cái bộ bàn ghế này thoải mái. Vâng. Ở đây là mình có thể ngồi được khoảng 8 đến 10 người. Anh em thợ ở ngoài kia ngồi ở đây là họp rồi lâu lâu là gắn kết tình cảm một tí. Nhau. Cà phê, cà pháo gì cũng được. Vâng. Gì cũng được. Ngồi vâng. Tiếp khách đồ. Vâng. Nhậm nhẹ. Vâng, đấy. Thế thì nếu mà chị Quỳnh chị Quỳnh có thêm chia sẻ gì nữa không? Nếu chị Quỳnh cảm nhận thế nào khi mà bọn em vận chuyển từ ở dưới Sài Gòn lên đây? Bọn em đi được từ 3 giờ sáng rồi. Vâng. Thấy bên em nhân viên đội ngũ thì nhiệt tình, vâng. Vui vẻ. Vâng. Thấy được, ok. Vâng. Thực ra thì em cũng vẫn cảm ơn chị bởi vì là có anh em ở đây thì mới hỗ trợ em đưa vào trong nhà được. Không thì ba anh em thì nó hơi mất. Tại vì bộ ghế chất lượng quá nặng quá mà. Vâng, nặng. Tổng bộ này là gần 1 tấn rồi. Ừ. Vâng. Phải có cả mấy cậu mà. Vâng. Ok, rất là cảm ơn chị Quỳnh nhá. Đấy, chúc chị thật nhiều sức rồi, khỏe. Chị cảm vâng. Ơn. Đấy, nếu mà chúc cửa hàng em làm ăn may mắn nhé, dạ. Nhiều khách nhé. Vâng. Nếu mà chị Quỳnh sau này có bạn bè hay là cần gì nữa thì chị giới thiệu. Vâng. Đúng rồi. Chị sẽ giới thiệu, nếu mà ai có nhu cầu những cái bộ bàn ghế này chị sẽ giới thiệu bên em. Vâng. Tại chị thấy bên em làm bộ bàn ghế này đẹp. Vâng. Đấy. Thì em có chia sẻ một ít là như này, bộ bàn ghế tự nhiên thì nó sẽ nhiều khi nó sẽ dùng, nó sẽ có cái việc là nứt răm này kia ra. Thì trong quá trình sử dụng mà chị có vấn đề gì đấy mà mình không rõ thì chị cứ alo lại cho em và em có thể hỗ trợ tư vấn. Yeah. Vâng. Yeah. Đó. Yeah. Ok. Còn một câu hỏi nữa thôi. Là như này chị Quỳnh ạ. Nếu như mà chấm điểm về độ hài lòng từ 1 đến 10 thì chị chấm khoảng mấy điểm? Từ 1 đến 10 hả? Vâng. Là chị cho 9 điểm. 9 điểm à? Ồ. Chị thấy cảm thấy điều gì mình thấy tuyệt vời nhất? 9 điểm. Thấy chất lượng này. Rồi bàn đồ, rồi kiểu mã đẹp.
Vâng. Rồi bên em nhiệt tình, vâng, vui vẻ. Vâng. Vâng. Ok, em rất là cảm ơn chị Quỳnh nhá. Rồi, chúc chị thật nhiều sức khỏe. Rồi, làm công nha. Việc kinh doanh thuận lợi nhá. Rồi, cảm ơn em. Vâng, cảm ơn các bác nhá. Nhưng mà các bác có một bộ mong muốn có một bộ bàn ghế như này thì hãy liên hệ tới anh em. Anh em sẽ tư vấn giống như là chị Quỳnh, anh Trần sẽ có một bộ bàn ghế đẹp giống như là để ở không gian nhà này, vừa ngồi tiếp khách, vừa ngồi với anh em nó vui vẻ, gần gũi gắn kết. Và ngôi nhà của mình lại trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.